Trạm cứu hộ trái tim, cái kết đầy viên mãn, Hà Vũ hạnh phúc đón cặp song sinh. Vậy là trải qua bao biến cố, bao thử thách gian truân, cuối cùng ngày Hà và Vũ chờ đợi cùng đã tới. Hà mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, rạng rỡ bước lên lễ đài tình yêu. Phía trước là chú rể Vũ, điền trai mặc một bộ vest vô cùng lịch lãm đang đợi Hà dần tiến lại gần. Nhìn họ ngập tràn trong niềm hạnh phúc khi cả hai đã thuộc về nhau. Và rồi giây phút hạnh phúc đó vừa trôi qua, không lâu sau, Hà và Vũ lại tiếp tục đón niềm hạnh phúc mới, khi Hà sinh cho Vũ một cặp song sinh kháu khỉnh vô cùng đáng yêu. Trong niềm vui, niềm hân hoan của cả đại gia đình. Ngân Hà từng là một cô gái mang nhiều vết sẹo lòng ở quá khứ, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi tưởng chừng cô đã có một cuộc sống hạnh phúc với cuộc hôn nhân đầy màu hồng. Bên người chồng, người mẹ chồng. Nhưng tất cả là sự giả dối, lừa lọc và những âm mưu thầm độc. Để rồi sau khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, khiến mọi thứ trong Hà như sụp đổ. Nhưng may mắn, cuộc đời không triệt đi đường sống của ai cả. Phong Vũ đã xuất hiện như một cơn gió mát chữa lành vết thương đang rỉ máu trong lòng cô. Ngay chính lúc Hà đau đớn nhất, Vũ đã ân cần bảo vệ, che chở và chăm sóc, ra tay trừng trị, phá tan kế hoạch của Nghĩa, giúp gia đình Hà vượt qua khó khăn. Và rồi cũng nhờ những biến cố đó, cũng đã giúp ông trưởng bà Lan hay bà Trúc, mẹ của Vũ đã gỡ bỏ những khúc mắc hiểu lầm trong quá khứ. Không còn chút oán giận hay trách móc gì nhau nữa. Giờ đây trong họ là sự yêu thương, sự thấu hiểu chân thành dành cho nhau. Và rồi trước tấm chân tình mà Vũ đã dành cho Hà bao năm qua, thêm vào đó là sự vun vén của bố mẹ hai bên, Ngân Hà đã đón nhận mở lòng đồng ý nắm chặt tay Vũ đi hết quãng đời còn lại. Vậy là cuối cùng, ở hiện thì gặp lành, gieo nhân thì gặp quả. Những kẻ gieo những sự đau khổ, oán giận, sân si như Nhiên và Nghĩa thì cuối cùng cũng đã phải trả giá cho những lỗi lầm mà cả hai đã gây ra. Còn Ngân Hà, trải qua bao sóng gió, nhưng cô vẫn một lòng hướng thiện, với trái tim nhân hậu và lòng bao dung, cuối cùng Hà đã có cho mình một cuộc sống viên mãn bên Vũ và những đứa con kháu khỉnh đáng yêu.